Món ăn kinh dị không thể bỏ qua khi ở Bình Thuận là con ếch ồn. Ếch ồn thì thường xuất hiện vào những cơn mưa đầu mùa. Vì ở dưới đất quanh năm, khi mà có cơn mưa đầu tiên ở trong năm thì nó bắt đầu lên mặt đất kiếm mồi để ăn. Khi mà nó ăn no tầm đến 2-3 ngày thì nó bắt đầu xuống mặt đất ở. Năm sau nó sẽ lên lại. Khi mà vừa tạnh mưa xong thì anh em 86 kiếm nó bắt về ăn. Mình thì cũng lần đầu tiên ăn nên mình nhìn cũng thấy sợ lắm. Nên hôm nay chồng mình sẽ làm món này. Trước tiên là mình trộn nước sâu, sau đó mình sẽ rửa sạch kỳ lớp da đất của nó ra. Nhìn mà sợ thí bà luôn. Nghe bảo là ngon nên mình sẽ quyết tâm ăn một lần cho biết. Tiếp tục là mình sẽ chà muối rồi đem lên luộc. Nhớ là luộc sơ thôi nha. Trong khi đợi thì mình sẽ làm nước mắm mi thần thánh. Giả ớt, cho lá mi vào. Sau khi giả nhuyễn xong mình sẽ cho 3 muỗng đường, 5 muỗng nước mắm. Nhìn cái chén nước chấm chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Sau khi luộc sơ xong thì mình sẽ bắt đầu bỏ lên lửa nướng. Nhìn vậy đó nhưng lúc này mình cũng vẫn còn sợ nha. Nướng lên thì nhìn nó cũng hấp dẫn, mùi thơm nhẹ. Trước khi ăn thì mình sẽ tách cái phần bụng ra, móc cái phần bao tử đem đi bỏ. Con ếch ồn này nó chỉ ăn được con mối thôi. Có người thì ăn luôn được cái bao tử. Trứng của con ếch ồn ăn cực kỳ béo, thịt và da của nó dai ngon lắm. Chắc chắn năm sau mình sẽ ăn lại.